để mà mình giảm thiểu cái việc mà khách hàng rác á, hoặc là mình làm sao mà mình lọc được cái phễu, mà mình nhìn cái ông đó là mình biết cái ông này là ông không hot nè, từ từ hãy chăm, còn ông này là ông hot này mình phải gọi cho ông liền, thì làm sao các bạn? Thì đây Thanh có ba cái tips cho bạn, các bạn có thể note lại nha, ghi lại ở đâu đó đi. Thứ nhất đó là bạn phải gọi ngay trong vòng 30 phút từ khi mà khách người ta để số điện thoại. Trên Facebook nó ngộ vậy đó, trên Facebook nó ngộ vậy đó, người ta để số xong người ta có nhu cầu là ok gọi ngay cho tôi đi, nói chuyện rồi tính, tạo cái sự tương tác, thì bạn phải gọi trong vòng 30 phút. 30 phút là Thanh để chung chung tổng quan thôi, chứ thực tế là vừa có số rồi phải gọi liền đó, cho dù nó là 7 giờ tối hay là 8 giờ sáng ra số rồi phải gọi liền. Mình gọi không phải để báo giá, mình gọi là để xác định coi ông này có phải khách hot hay không. Nếu mà ổng là khách không hot á, thì nói một hai câu rồi xong rồi, ok anh cúp máy đi để em làm báo giá cho anh, xong rồi cúp máy bạn sáng sáng mai bạn làm báo giá cũng được, hoặc chiều bạn làm báo giá cũng được nếu họ không hot, đúng không? Còn nếu mà bạn nói chuyện không, bạn thấy anh khách này là khách hot rồi, ok dạ chờ em xíu em báo giá cho anh liền, 5 phút lập đặt làm cái báo giá gửi cho người ta liền, tại vì hot mà, bạn không làm ngay người ta, người khác người ta hốt thì sao? Hôm nay thì chúng ta sẽ nói về chủ đề kênh marketing online bán xe 2021 ha các bạn. Rồi, các bạn nhìn thấy màn hình rồi đúng không? Bạn nào nhìn thấy màn hình rồi các bạn bấm một giùm Thanh ha. Dạ online nó khổ lắm, nhiều khi mình nói đã đời cuối cùng các bạn không thấy màn hình của Thanh như không. Mọi người thấy màn hình của Thanh rồi đúng không? Nhìn thấy mặt của Thanh không? À, cũng được chứ bộ. Rồi. Tích cực tương tác nha bạn. Ok. Rồi. Vậy thì mình sẽ đi vô luôn. Các kênh online bán xe. Ý. Các kênh online bán xe. À, nó bị gì ta? À đây, rồi. Rồi. Thôi cái này phần giới thiệu về Thanh thì pass qua nhanh. Hiện tại Thanh đang dạy cho Đại học Hoa Sen, bộ môn Digital Marketing các bạn. Thanh cũng là sáng lập cũng như là giảng viên chính cho Học viện Fulfill, học viện chuyên đào tạo về sống trọn vẹn và những cái kỹ năng về marketing. Hiện tại Thanh là admin của cái hội mà anh em mình rất là rõ ha, đó là hội xe ô tô xe tải với 800 cộng thành viên ha các bạn. Và con số này Thanh nghĩ là nó sẽ tăng trong vòng 1 tháng, 2 tháng tới. Chắc trong 1 tháng nữa nó lên con số hơn 1.000 rồi. Trước đây thì mình có may mắn mình được làm trưởng phòng marketing cho Hyundai An Phú các bạn, một cái showroom ô tô tại quận 1, Hồ Chí Minh. Và trước khi làm trưởng phòng marketing cho Hyundai nữa thì Thanh có làm trưởng phòng cho Vubia. Bạn biết thương hiệu bia Budweiser, cái bia đỏ đỏ đó, bia Beck, bia Leffe, bia Corona các kiểu. Thì những thương hiệu bia đó là Thanh từng được làm cái vị trí là trưởng phòng marketing, đó là chuyên bán bia tận nhà, giống như Tiki Lazada vậy đó, nhưng mà thay vì người ta là bán các sản phẩm online đúng không, cái sàn để bán online, còn cái này là cái sàn để chuyên về bán bia đó, thì Thanh làm cái đó. Thì đại khái cái vị trí, hai vị trí trưởng phòng này á, nó giúp cho Thanh chi ngân sách chắc đâu đó khoảng khoảng 2 tỷ mấy, gần 3 tỷ tiền quảng cáo các bạn đó. Sau này thì về sau thì không làm trưởng phòng nữa, mình chuyển qua mình làm những cái dự án như hiện tại, thì mình có cũng bơm thêm khoảng vài trăm triệu ngân sách, khoảng 500 triệu ngân sách nữa, nhưng mà trong đó có khoảng trên 300 triệu là cho quảng cáo Facebook ngành ô tô của mình rồi hả các bạn. Rồi vậy thôi, ngắn gọn vậy thôi. Đó, nói chung hôm nay cái mà Thanh chia sẻ thì nó sẽ tới phần miễn trừ trách nhiệm luôn. Cái nội dung livestream này của Thanh á là thuần về chia sẻ nha, nó không phải là bài giảng đó, nó là buổi chia sẻ chứ không phải là bài giảng. Thanh không muốn dạy ai, và Thanh nghĩ là mình không cần thiết phải dạy ai hết đó. Những cái của mình toàn là chia sẻ với cái tâm huyết của mình, những cái mà mình hiểu biết được. Rồi, kiến thức mà Thanh chia sẻ nó là kiến thức dựa trên cái gì các bạn? Dựa trên những cái trải nghiệm thực tế của Thanh, và dựa trên cái quá trình mà Thanh học hỏi có chọn lọc đó. Có nghĩa là khi mà các bạn tưởng tượng hồi đó bên An Phú Thanh làm trưởng phòng marketing đi, thì đâu đó khoảng showroom khoảng 80 thành viên, 80 anh em sale, thì Thanh may mắn là cái vị trí trung lập cho nên là rất là nhiều bạn tương tác với Thanh, thì Thanh cũng có biết được những cái kênh, những cái cách mà các bạn làm marketing đó. Về sau thì mình cũng lập cộng đồng rồi mình kết nối với những anh em trong nghề, nó không chỉ là Hyundai nữa mà nó là gần như là tất cả các dòng xe tại Việt Nam. Nó có 13 dòng xe phổ thông và đâu đó khoảng 10 dòng xe cao cấp,
thì Thanh đã được tiếp xúc với rất nhiều anh em. Cho nên là quá trình tiếp xúc như vậy á, mình học hỏi, mình nghe anh em chia sẻ kênh nào tốt, kênh nào không tốt, và mình chọn lọc lại. Đó. Nghe người ta chia sẻ thôi, mình về mình chọn lọc, mà có những cái mình phải thử nghiệm. Đó. Thì thành ra kiến thức này nó sẽ dựa trên thực tế của Thanh và dựa trên quá trình học hỏi. Ý thứ ba là người chia sẻ không chịu trách nhiệm về mặt kết quả và hậu quả nếu có, khi mà bạn thực hành những cái kiến thức từ livestream này. Đó, cái câu này nó rất là nhạy cảm nha. Nó gọi là miễn trừ trách nhiệm thì phải nói cho rõ. Có nghĩa là Thanh chia sẻ dựa trên góc nhìn của Thanh, kinh nghiệm của Thanh và quá trình Thanh học hỏi. À, tuy nhiên nhiều nhiều bạn khi mà thực hành á, thì nó sẽ tùy vào cái năng lực thực thi của các bạn, tùy vào cái độ nhạy về thị trường của bạn và tùy vào cái tình hình thị trường thời điểm đó nữa. Nó sẽ quyết định là của bạn có hiệu quả hay không, cái sản kết quả của bạn có hiệu quả hay không đó. Còn đừng có bê kiến thức livestream của Thanh hết xong rồi về bạn làm, trời ông Thanh không chỉ gì mà chạy như xịt vậy đó, chạy thực tế như xịt chứ không ra số gì hết đó. Cái bắt đầu nói ông Thanh chia sẻ này nọ không đúng rồi chém gió các kiểu, không nha các bạn. Những cái của Thanh là những cái chia sẻ từ thời điểm từ trước tới bây giờ, là nó đâu đó kéo dài khoảng 2 năm kinh nghiệm, 2 năm trong ngành ô tô. Thì các bạn cứ áp dụng đi và tùy vào tình hình thực tế của bạn mà bạn xác lại bạn nên chọn cái đó và bạn làm như thế nào đó. Thì lúc mà bạn làm thực tế á, nó vướng chỗ nào thì inbox hỏi Thanh. Thanh sẵn sàng Thanh chỉ từng cá nhân một, mà nếu các bạn chịu inbox đó, chứ còn áp dụng luôn và nghĩ là nó đúng thì nó không chuẩn nha. Thôi mình nói nhanh nhanh một xíu, Thanh có cái một cái group mà group group Messenger á, nhưng mà group này chỉ để nhắc nhở thôi nha, Thanh không có gửi tài liệu cho mấy bạn đâu. Cho nên các bạn chịu khó nghe ngày hôm nay và hỏi luôn trong ngày hôm nay cho xong ha. Rồi, tri thức cho đi là miễn phí. À, các bạn thì vì Thanh cho miễn phí, Thanh nhiệt tình. Cho nên là các bạn cố gắng là đừng có sao chép những cái livestream những cái này dưới mọi hình thức nha. Đó là cái việc mà các bạn thể hiện sự tôn trọng đối với tác giả là Thanh. Cũng như là bạn giúp cho Thanh có cái động lực để làm nhiều cái livestream, nhiều cái chia sẻ khác nữa. Đó. Ok ha. Đừng chia sẻ dưới mọi hình thức nha các bạn. Rồi. À, rồi, cảm ơn anh Nguyễn nhắc tới nha. Chúc mừng chúc em. Rồi. Nội dung chính ngày hôm nay đi nhanh nè. Đây. Đây là các kênh tìm kiếm khách hàng ha các bạn. À, đây là các kênh tìm kiếm khách hàng ha. Rồi, nó sẽ có bạn nhìn thấy những cái màu nè. Cái này là cái thanh thang đo nha các bạn. Mọi người thấy rõ không? Không rõ thì làm sao cho nó rõ ta? Chờ xíu để thanh phóng to lên xíu. Đó. Đây riêng cái slide này thì phải chỉnh lại xíu đó các bạn, đây là các kênh tìm khách chính ha. Nó sẽ có cái thang đo là rất tốt, tốt vừa, nên đầu tư và kém hiệu quả theo thứ tự từ màu xanh nhạt dần ha. Thì trong đó có những cái thằng rất tốt quá là Facebook và website đó. Trong Facebook thì nó lại có nhiều cái kênh nhỏ nữa đó, thì nó có kênh quảng cáo là đang rất tốt nè, profile cá nhân là cái kênh nên đầu tư nè, website thì nó có Google Ads là cái tốt vừa nè. Vì sao tốt vừa thì lát nữa sẽ nói ha các bạn. Còn những kênh nên đầu tư là SEO và forum đấy. Kênh khác thì bây giờ nó có kênh YouTube là kênh tốt nè, Zalo cá nhân nè, Telesale nè, ngoài ra nó có thêm một thằng là Zalo Ads và TikTok nữa đó. Thì một lát mình sẽ nói nhanh qua về nó đó. Đây là các kênh các bạn có thể dựa bám vào cái này rồi các bạn làm ha, bám vào cái này để các bạn làm và mình coi cái khả năng của mình tới đâu để mình chọn cái kênh phù hợp. Rồi tiếp theo, theo một cái khảo sát gần đây của Thanh á, khoảng 2 tuần nay của Thanh, anh em sale ngoài kia thì họ đang làm gì, nói chung là khảo sát trên cộng đồng thì nó ra là kết quả như thế này. 32% anh em sale hiện tại đang dùng kênh quảng cáo Facebook, 22% anh em đang chạy Google, quảng cáo Google, và 15% anh em là đang đánh trên cái kênh Facebook cá nhân với lại những cái group cộng đồng trên Facebook. 13% là anh em dùng mối quan hệ và còn lại là cái kênh khác. Kênh khác thì nó có một đống thứ giống như nãy hành liệt kê á. Đây là những cái tình hình thị trường anh em đang làm nha. Thì mọi người nhìn vô cái bảng này, mọi người ra được cái kết quả là gì? Nếu mà bây giờ mọi người người chỉ đánh mối quan hệ á, thì đúng cái kênh này nó tốt. Nhưng mà kênh này nó đang chiếm 13% thị trường thôi. Tức là trong 10 người chỉ có một người dùng thôi, chỉ có một người đang đánh kênh mối quan hệ thôi. Đó, và anh em trong 10 người á, 3 người đánh kênh Facebook này, 2 người đánh Google này. Thì liệu mình có nên mình đầu tư không, cũng cùng cái đồng tiền đó thì mình nên đầu tư cho kênh nào, Facebook hay Google hay là profile cá nhân đó, cùng cái nguồn lực, cái thời gian, cái chất xám mình bỏ ra thì mình đầu tư vào cái nào, đúng không đó. Cho nên cái bảng này rất là vi diệu các bạn,
mình làm sao mình chịu khó mình làm quen với việc đọc số liệu đi bạn. À, và đây là số liệu thực tế anh em đang làm. À, tất nhiên là khảo sát này nó đâu đó khoảng 100 anh em làm thôi, 100 anh em làm mà cộng đồng mình 800 người thì nó sẽ có một số người một số cái nó không chuẩn, nhưng mà mình lấy cái số liệu tạm tính như vậy. À, click vào link này nó sẽ ra cái kết quả bình chọn nè. À, nhưng mà Thanh không click đâu, click mất công nó nhảy ra cái gì nữa, mình nắm như vậy là được rồi ha. Rồi ok, tiếp theo mình qua luôn nhóm kênh Facebook nha. Rồi nên nhớ là quá trình chia sẻ có câu hỏi gì các bạn nói lại nha. Rồi đầu tiên Facebook fanpage, à, Facebook fanpage tức là chạy quảng cáo Facebook đó. Các bạn chạy kênh này á, Thanh đi vào trọng tâm là các bạn phải lướt ván thị trường cho Thanh. Nhớ cho Thanh chữ lướt ván thị trường, lướt ván thị trường. Mà nếu nghĩ gì xa xôi đó, trên Facebook bạn làm quảng cáo ha, mà chạy quảng cáo thì bạn sẽ ra số rất nhiều luôn. Chỉ cần biết cái phương pháp, biết cái logic chạy thôi là bạn sẽ ra số rất 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 nhiều luôn. Nhưng mà vấn đề là khi mà ra số rồi thì mình làm cái gì với nó, hay là mình bị chết ngợp trong cái đống số liệu đó, trong cái đống số điện thoại đó. Đó thì cái bí kíp là mình phải lướt ván thị trường là sao? Là chỉ chọn những người mà thực sự quan tâm tới sản phẩm của mình, mà tập trung mà chăm họ đó, để họ ra hợp đồng cho mình. Đó, đừng có lan man. Các bạn nhiều khi thấy số nhiều quá xong rồi gọi nhiều mà thấy người ta không hot thì bạn chán. Thì chán đúng rồi. Bây giờ một ngày bạn ra được 10 số, đúng không? Một tháng là bạn được 300 số, 200-300 số thật á. Có nhiều bạn chạy bây giờ Thanh biết luôn là chạy một tháng 200 mấy chục số, 300 số, nhưng mà cứ than Thanh là khách tại sao mà khách rác quá, người ta không có nhu cầu. Thì đúng rồi. Bây giờ trong 300 người đó bạn chỉ cần bạn chốt được 300 số điện thoại đó, bạn chỉ cần chốt được 10% thôi là 30 cái hợp đồng, 5% là 15 cái hợp đồng rồi. Thì chính cái 15 người đó, 15 người quan tâm đó mới là cái bạn cần tập trung. Thì bạn phải chấp nhận là bạn chăm 15 người này, theo họ sâu sát để họ ra số trong tháng. Nhưng mà còn lại 285 người kia là khách hàng rác chưa mua ngay. Và mình phải chấp nhận cái việc là nói cứ gọi điện nhưng họ lại từ chối, họ lại từ chối hoặc họ chưa quan tâm. Đó là việc bình thường các bạn. Đó. Còn vấn đề nhiều bạn chạy không ra số thì nó là câu chuyện khác nữa. Không ra số thì phải đi học. Đi học hoặc là tự mày mò tự vọc nó mới ra, hoặc là đọc thêm những cái bài viết của Thanh. Đấy. Thì đây. Để mà mình giảm thiểu cái việc mà khách hàng rác á, hoặc là mình làm sao mà mình lọc được cái phễu, mà mình nhìn cái ông đó là mình biết cái ông này là ông không hot nè, từ từ hãy chăm. Còn ông này là ông hot này, mình phải gọi cho ông liền. Thì làm sao các bạn? Thì đây Thanh có ba cái tips cho bạn, các bạn có thể note lại nha, ghi lại ở đâu đó đi. Thứ nhất đó là bạn phải gọi ngay trong vòng 30 phút từ khi mà khách người ta để số điện thoại. Trên Facebook nó ngộ vậy đó, trên Facebook nó ngộ vậy đó, người ta để số xong người ta có nhu cầu là ok gọi ngay cho tôi đi, nói chuyện rồi tính, tạo cái sự tương tác. Thì bạn phải gọi trong vòng 30 phút. 30 phút là Thanh để chung chung tổng quan thôi, chứ thực tế là vừa có số rồi phải gọi liền đó, cho dù nó là 7 giờ tối hay là 8 giờ sáng ra số rồi phải gọi liền. Mình gọi không phải để báo giá, mình gọi là để xác định coi ông này có phải khách hot hay không. Nếu mà ổng là khách không hot đó, thì nói một hai câu rồi xong rồi ok anh cúp máy đi để em làm báo giá cho anh, xong rồi cúp máy. Bạn sáng sáng mai bạn làm báo giá cũng được, hoặc chiều bạn làm báo giá cũng được nếu họ không hot, đúng không? Còn nếu mà bạn nói chuyện không, bạn thấy anh khách này là khách hot rồi, ok dạ chờ em xíu em báo giá cho anh liền 5 phút, làm cái báo giá gửi cho người ta liền, tại vì hot mà. Bạn không làm ngay người ta, người khác người ta hốt thì sao? Rồi thứ hai là kịch bản chatbot đó các bạn, là kịch bản trả lời tự động á. Nhiều bạn chưa hiểu chatbot thì chatbot là sao? Chatbot nó là con robot có chức năng để chat, chức năng để trả lời. Là khi mà bạn chạy quảng cáo trên Facebook á, người ta sẽ bấm vào cái nút là nhận báo giá hoặc là gửi tin nhắn ha, nó sẽ ra con robot, nó sẽ hỏi câu đầu tiên khách sẽ trả lời, sau đó robot hỏi câu thứ hai khách trả lời, hỏi câu ba khách trả lời đó, cho tới khi mà khách để lại số điện thoại thì thôi đó. Và khi mà người ta để lại số điện thoại á, bạn sẽ nhận ngay được cái thông báo trên cái trình Facebook của bạn luôn. Ok, đây là ví dụ về việc mà người ta để lại thông tin nè đó. Sau khi mà mình để khách người ta để số rồi á, cái sau mình nói cảm ơn anh chị đã để lại thông tin, cái họ trả lời là bên em sẽ gọi điện trong thời gian sớm nhất, cái họ trả lời là ok em hả các bạn. Đó, như vậy là đã để lại thông tin rồi đó. À, thì đây là một cái kiểu kịch bản chatbot và mình không cần phải chăm đó. Nhưng mà cái khéo là sao? Cái khéo ở đây là mấy cái câu hỏi chatbot đó, bạn làm sao qua từng câu hỏi bạn lọc được khách, tức là Thanh nhìn vô cái đáp án là Thanh biết khách này khách không hot, khách đáp án này là biết khách đó không khách đó hot đó. Rồi thứ ba là mỗi bài viết một dòng xe, cái này Thanh nói rất rất nhiều rồi ha.
mỗi bài viết bạn đánh một dòng xe cho Thanh thôi, nhiều bạn bị tham tham mà sao nó là ok, mình lỡ mình chạy quảng cáo tốn tiền rồi, mình để nhiều dòng xe cho họ đi, cho họ lựa nào thì lựa, sai lầm, cho họ một bài viết một dòng xe thôi là nói tôi bán chiếc xe đó đó, chiếc xe Santa Fe giảm 30 triệu đó, anh mua không, nếu anh muốn mua anh để số, còn không mua thì thôi đó, thì họ sẽ có lựa chọn là mua hoặc không mua, nếu ai mua thì để số. Còn mà bạn chơi kiểu là ok em có nhiều dòng xe lắm, anh chị quẹo lựa đi, là khả năng là người ta sẽ để số. Nhưng mà những khách rác, anh ơi anh, khách sẽ hỏi em ơi em có cái dòng Hyundai Vios không, có Hyundai Fortuner không, kiểu vậy nghe rất là chán đời luôn các bạn. Rồi 2021 thì đây là kênh bắt buộc ha, nãy giờ Thanh cũng có nói rồi à, cái đoạn màu đỏ đây nè, 2021 đây là kênh bắt buộc ha, mọi người tương tác nha, lâu lâu mà thấy Thanh bị mê nói quá thì bình luận cái cho Thanh biết. Ok rồi, rồi 2021 là kênh gần như bắt buộc, gần như bắt buộc, nãy giờ bạn thấy số liệu rồi bạn biết rồi đúng không, số liệu thứ nhất là gì, anh em sale trong cộng đồng ô tô toàn quốc đánh giá Facebook là kênh nhiều nhất, đang chạy nhiều nhất bây giờ. Thứ hai á là tới cái kênh Google Ads là bạn biết rồi, bạn biết nó quan trọng cỡ nào rồi, anh nói luôn cái số liệu đó, cái vấn đề 8 tháng 10 tháng trước á chưa có bạn chạy, tại vì lúc đó thị trường nó đang, vì nó hai vấn đề, thứ nhất là lúc đó Thanh có chưa chưa chia sẻ nhiều, Thanh chưa chia sẻ nhiều và Thanh cũng cũng mới chia sẻ nữa, cho nên nhiều anh em còn chưa tin còn ngại. Nhưng mà sau 8 tháng 10 tháng đi, cụ thể là sau 8 tháng thì Thanh thấy là gần như mọi người khi hỏi ra ai cũng đã từng chạy, không chỉ là những cái khảo sát này mà Thanh nói chuyện với tất những bạn anh em sale ở ngoài á, ai cũng đang chạy, đó là vì cái sự hot của nó đang lên, sự hot của cái kênh này và cái hiệu quả nó đã được đang đã và đang được chứng minh. Thứ hai là kênh Google Ads ngày càng chua các bạn, ngày càng cạnh tranh rất cao, chỉ những người mà người họ đã chạy AdWords, Google AdWords á, Google Ads rất lâu năm, 1-2 năm mà người ta mới vững. Ở đây có anh em mà chạy 2 năm thì Thanh tin chắc là anh em đang chạy Google, bảo đảm luôn đó. Còn những anh em 1 năm tới 2 năm thì hên xui đó, tại vì á Google bây giờ càng lúc nó càng cạnh tranh cao, cái thị trường nó tí xíu à, nó đo bằng lượng từ khóa mà, có nhiêu đây mà bây giờ một chục anh em, 100 anh em, 1.000 anh em vô nó phải xâu xé cái miếng bánh nhỏ xíu này rồi. Còn Facebook thì thị trường nó to lắm, nhưng mà bây giờ đang nhiều người vô thì trong thời gian tới mình không làm mình sẽ bị chậm đó, đó là lý do thứ hai ha. Nói chung lý do thứ nhất là do có nhiều người như Thanh chia sẻ về quảng cáo Facebook anh em tiếp cận nhiều hơn, thứ hai là Google ngày càng cạnh tranh nên người ta phải đổ xô vào Facebook, thứ ba đó là bản thân thằng Facebook gần đây Facebook nó có cập nhật một cái giao diện mới đó, và giao diện này á rất là dễ, rất là dễ làm, rất là dễ để lên quảng cáo luôn.